Thời điểm này thị trường ô tô từ xe mới đến xe đã qua sử dụng đều có sự trầm lắng khác thường so với các năm trước. Trong đó một số cửa hàng kinh doanh ô tô cũ chỉ tiếp đón lượng khách đến để tư vấn và tham khảo mức giá của các dòng xe, số lượng khách hàng chốt đơn rất hiếm. Theo ghi nhận của phóng viên, một số cửa hàng kinh doanh xe đã qua sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều có lượng khách giảm rõ rệt so với các tháng trước Tết Nguyên đán 2021. Anh Võ Văn Hùng, Ngụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ Tôi cũng đang tham khảo một số dòng xe SUV cũ nhưng chưa biết nên mua mẫu nào. Tuy nhiên, tôi cũng chưa vội vàng vì đang chờ giá xe giảm bớt. Thực tế cho thấy sức mua ô tô thời điểm này giảm đáng kể so với các năm trước khi nhu cầu người mua chưa có. Đồng thời ảnh hưởng của dịch bệnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường ô tô cũ trầm lắng hơn. Đặc biệt, hiện nay các dòng xe mới cũng lần lượt ra mắt phiên bản nâng cấp, kèm theo đó là những chính sách ưu đãi nhằm kích cầu thị trường. Một số mẫu xe mới đang được giảm giá thấp nhất là 10 triệu đồng và mức giá giảm cao nhất hiện nay lên đến 100 triệu đồng. Trước tình thế đó, người tiêu dùng cũng phân vân giữa việc mua xe mới với các khuyến mãi hấp dẫn hơn là các mẫu xe đã qua sử dụng. Một số cửa hàng kinh doanh ô tô cũ cho biết các dòng xe được báo giá đều đã giảm so với các tháng trước, tuy nhiên lượng khách hàng vẫn giải rác. Ông Võ Quốc Bình, giám đốc tập đoàn đầu tư Bình Minh, cho biết thời điểm hiện nay xe cũ bị ảnh hưởng so với các năm trước, thị trường đang bị trùng xuống cụ thể như so với khoảng 2 năm trước, thị trường giảm 20 đến 30% sức mua. Tương tự như vậy, một chủ cửa hàng ô tô cũ tại Hà Nội cũng chia sẻ, lượng khách hàng đến hỏi mua xe không nhiều trong khi đó cửa hàng còn phải chịu các chi phí về mặt bằng, nhân viên và cả tiền bảo dưỡng xe. Do đó giá trị lợi nhuận trên mỗi xe giảm rất nhiều, thậm chí còn lỗ.